Tôi muốn quyên góp bao nhiêu thì quyên góp liên quan gì đến anh? Anh muốn biết đến thế à? Vậy tôi hỏi anh đã làm được việc gì cho từ thiện? Thật thấy ngại thay cho anh đó. Có người nghi ngờ mục đích làm tình nguyện lần này của bạn không trong sáng. Bạn có muốn nói gì về điều này không? Bảo hiểm đội ra nhiễm HIV để cứu người là chuyện có thật hay là do cô tự biên tự diễn thế? Tôi dẫm đạp đội y tế để leo lên, đem chuyện làm từ thiện ra để làm bàn đạp dựa vào chính mình đi được đến ngày hôm nay. Cô có học cả đời cũng không học được đâu. Sao lại thanh thế này? Sao lại ăn nói kiểu đó? Đúng thật là Tần Phỉ, cô không biết mình đang ở trong tình cảnh nào à? Không được nói những điều không nên nói, không được tranh cãi với người khác, tém bớt cái tính của cô lại. Điều này rất quan trọng đó. Tần Phỉ, tại sao mày không quản lý được cái miệng của mình? Chị, cả ngày nay chị không ăn gì, mau ăn chút lót dạ đi. Chị không đói, đưa điện thoại cho chị. Thôi đừng cầm điện thoại, trên mạng cái gì người ta cũng nói được, chị xem tâm trạng chỉ càng tệ hơn thôi. Sức chịu đựng tâm lý của chị kém đến như vậy sao? Đưa chị xem đi. Chị, hay thôi chị đừng xem nữa. Không sao. Đúng thế, đúng thế. Mấy người này tầm nhìn hạn hẹp quá. Cả ngày không thấy cô cạnh khóe ai. Tôi còn thấy không quen lắm. Cô mua chuộc đội y tế lúc nào thế? Tần Phỉ có khuynh gia bại sản cũng chẳng mua nổi. Tần Phỉ, cô có mua nổi không? Giá của tôi hơi bị cao đấy. Tần Phỉ, tối hôm nay ăn đùi gà, nhà bếp chia cho Tây Tây một miếng gừng tươi làm đùi gà. Tây Tây còn ăn thật cơ. Cô thấy buồn cười không hả? Thôi đi, chả buồn cười gì cả. Chị Tần Phỉ, rời xa bọn em chị hối hận chứ đúng không? Chuyện có gì to tát đâu, làm gì đến mức hối hận chứ. Cảm ơn bác sĩ Hành đã sửa xong hết điều hòa ở ký túc xá nữ. Bác sĩ Hành thiệt là toàn năng, yêu anh quá. Đẹp trai quá, yêu chết mất thôi. Tôi yêu anh. Anh ta vẫn còn sống. Có thời gian gửi tin nhắn trong nhóm, có thời gian sửa điều hòa, nhưng không có thời gian để ý đến tôi. Tôi hiểu rồi, anh cố tình đúng không? Mau bảo Hành Tri chị nói mấy câu an ủi đi kìa. Chị tôi đang tức điên lên rồi, đừng có chọc giận chị ấy đó. Nào Tê Tê, chủ động móc chân xoay ra ngoài. Đúng rồi, móc chân xoay ra ngoài. Rất tốt, rất tốt. Thả lỏng nào, thả lỏng. Quay lại. Được rồi, hôm nay giỏi lắm. Thả lỏng một chút, nghỉ ngơi đi. Anh, bận việc thế không thèm đọc tin nhắn của tôi. Còn sống không Hành Tri chị? Anh ơi, anh nói mấy câu đi anh. Cà phê sắp lấy mạng tôi rồi. Chị Tần Phỉ à? Có thể nói là đúng. Chị ấy ngốc chết đi được, có thể khiến mọi chuyện hỏng bét. Yên tâm đi, chị Tần Phỉ của em rất ngoan cường. Cô ấy giống như rau hẹ vậy đó, cắt đi rồi vẫn có thể mọc lại được. Cho dù trải qua chuyện gì vẫn có thể mỉm cười đối diện. Anh Hành, anh đừng nói câu này trước mặt chị Tần Phỉ. Không có cô gái nào thích bị so sánh với rau hẹ đâu. Mà chị Tần Phỉ rất thích khóc đó. Em thấy rồi. Thế à? Không tin thì anh xem đi. Chị ấy không kiên cường như anh nói đâu. Anh Hành à, có phải anh với chị Tần Phỉ cãi nhau không thế?
Các chị y tá đang đồn đoán lên đó. Hơn nữa hôm qua tại sao anh không an ủi chị Tân Phỉ? Tây Tây à, em cho anh mượn truyện tranh này có được không? Alo, con đang làm gì thế? Mãi mới chịu nghe điện thoại, đang làm gì vậy? Có chuyện gì? Là thế này. Mẹ và bố của con, còn cả Tiểu Thành đang ở cạnh nhau. Rồi thì đúng lúc Tiểu Thành em trai con đang nghỉ hè, nó muốn đi gặp con. Thế nên cả nhà cùng nhau quyết định sẽ đến chỗ con ở Hồ Hải chơi mấy ngày. Được thôi, hôm nào đến con bảo cà phê đặt khách sạn trước. Không cần đặt khách sạn đâu, nhà con có phòng rộng mà. Mẹ với bố và em trai con đã bàn nhau rồi, cứ ở chỗ con thôi, mọi người ở cùng nhau cho ấm cúng. Mẹ và chồng mẹ, con trai mẹ đã bàn bạc xong xuôi cả rồi. Mẹ mới nói với con là sao? Thông báo cho con đúng không? Tiểu Phỉ, còn ăn nói cái kiểu gì thế? Vốn dĩ cả nhà rất vui khi được gặp con, con cứ nhất thiết phải ăn nói kiểu đó để chọc tức người khác à? Được thôi, nếu con đã nói như thế thì bây giờ mẹ thông báo cho con đây. Mọi người sẽ đến ngay thôi, con tự liệu mà làm. Vẫn ổn chứ? Chị Tân Phỉ, Tây Tây, vậy tôi giao Tây Tây cho hai người nhé. Được. Tây Tây, ôm chị chặt thế, sợ chị chạy mất hả? Nhớ chị quá đúng không? Ai thèm nhớ chị chứ? Chị Tần Phỉ, chị bảo là chờ em đến Hồ Hải sẽ dẫn em đi gặp chị Kim Na mà. Sao thế? Chẳng lẽ chị nói lời không giữ lời? Em đúng là đồ vô lương tâm. Vừa thấy chị là đã Kim Na, Kim Na, Kim Na. Uổng công chị vừa nghe tin em đến đã chạy như bay đến đây đó. Em có bảo chị đến đâu. Để chị chăm thì em chẳng yên tâm gì hết. Còn không phải là ý kiến của anh Hành sao? Tây Tây, em nhìn xem sáng nay anh bị đánh vào mắt đó. Em xem thâm tím rồi đây nè. Chuyện phục hồi chức năng của Tây Tây không thành vấn đề. Được. Vậy chuyện ăn uống hàng ngày của Tây Tây thì sao? Nếu cần kiêng gì anh gửi tin nhắn cho cà phê. Được. Vậy trong thời gian Tây Tây phục hồi chức năng sẽ đến ở nhà cô nhé. Không được. Sao thế? Trong nhà có ai nên không tiện sao? Tây Tây, dạo này chị không muốn về nhà ở. Chúng ta thuê một căn nhà ở gần bệnh viện để ở cùng nhau nhé. Thôi được rồi. Đi đâu thế? Đi xem nhà. Bây giờ hả? Đi thôi Tây Tây. Chờ đã, tôi còn chưa lấy túi mà. Tây Tây, em thích ăn cái này không? Mua một cái nhé. Vị này ngon lắm đấy. Cái này nữa, được thôi. Thêm mấy cái này nữa. Hành Tri Chỉ, anh hay thế. Mà là Tây Tây bắt đầu phục hồi rồi. Phải cố ăn thanh đạm, có chất hết sức có thể. Cô nghĩ mấy món này thích hợp à? Chị à, em muốn đọc truyện tranh. Được, thế em ngồi đây đọc nha. Chị đi mua kem đánh răng và khăn tắm đi. Em thích khăn tắm màu gì? Màu hồng và màu xanh da trời ạ. Được. Màu hồng, màu xanh da trời.
Chưa xếp xong à? Chưa. Ơ, đây là đại minh tinh mà. Đại minh tinh gì? Chắc cô nhìn nhầm rồi. Đại minh tinh nào cơ? Cái cô Tần Phỉ đó. Cô đọc tin đồn gì Tần Phỉ chưa? Ngày nào cũng âm ý hết lên không đọc mà được à? Cô ta giả tạo thật đấy. Đúng thế. Hình như nhãn hàng cũng hủy hết quyền đại sứ thương hiệu của cô ta rồi. Đáng đời. Làm gì thế? Tôi chọn kem đánh răng. Cô xem Minh Nguyệt truyện chưa? Tất nhiên là xem rồi. Cô ta diễn đơ đến phát bực luôn đó. Tôi cũng thấy thế, đơ phát ngán luôn à. Hai chị nói ai thế? Tôi nói cho hai chị biết, chị Tần Phỉ là người xinh đẹp và tốt bụng nhất tôi từng gặp đó. Hai chị không bằng một sợi tóc của chị ấy đâu. Tôi không cho phép hai chị nói xấu chị ấy. Em gái à, em là ai vậy? Đừng đi, em còn chưa tranh luận xong với họ mà. Được rồi, được rồi, biết dạo này em ghê gớm nhất rồi. Thôi nào, đừng giận nữa mà. Chị nhớ em là fan hâm mộ của Kim Na mà nhỉ? Sao? Định treo tường đấy à? Về sau chị ra ngoài ít thôi. Đừng có gây thêm phiền phức cho em nữa. Hợp lý. Đồ trẻ con. Tần Phỉ. Tần Phỉ. Hành Tri Chỉ, đồ nhà anh cháy rồi. Cẩn thận đó. Chị, có chuyện gì vậy? Tê Tê, không sao đâu, em yên tâm đi. Sao, không sao chứ, không bị thương chứ? Tôi không sao hết. Tê Tê muốn ăn trứng ốp la nên tôi muốn làm cho con bé thôi à. Tôi làm ngon lắm đó. À đúng rồi, sao anh lại tự xông vào thế? Tôi mà không lao vào thì cô đốt nhà tôi rồi còn gì. Thế thì cũng không được. Anh cho tôi về Tây Tây mượn căn nhà này để ở. Sao anh thích đến lúc nào thì đến được. Tôi phải đổi mật khẩu đây. Cô đổi thì đổi đi, ai sợ ai chứ. Thế giờ anh đổi cho tôi đi, ngay nhà luôn. Anh Hành, chúng tôi là ban quản lý tòa nhà đây. Nhà anh cháy à? Anh Hành, phiền anh mở cửa một chút. Khoan đã, không thể để người khác thấy rồi tưởng chúng ta ở cùng nhau được. Để tôi vào phòng đã. À, không sao đâu. Tôi quên bén mất là đang nấu thức ăn trong nồi thôi. Bây giờ không sao rồi, cảm ơn nhé. Anh Hành, ban quản lý chúng tôi vẫn phải kiểm tra chút, xem hệ thống báo cháy nhà anh có vấn đề gì không. Bỏ tay ra, anh làm gì thế? Được thôi, chờ chút nha. Anh làm gì vậy? WeChat. WeChat cái gì? Đồng ý kết bạn WeChat rồi tôi thả tay. Tôi biết anh không phải loại người thừa nước đục thả câu mà. Trước kia thì không phải, nhưng giờ thì phải rồi. Được thôi, không đồng ý kết bạn đúng không? Được rồi, tôi đồng ý đây. Được chưa? Anh Hành, anh không sao chứ? Không sao, thật ngại quá. Mới sáng sớm để các chị phải chạy lên. Không sao, không sao, anh không sao là tốt rồi. Tôi không sao đâu. Tôi cũng kiểm tra hệ thống báo cháy rồi. Chắc không vấn đề. Nếu các chị không yên tâm nhất định phải kiểm tra thì để hôm khác nhé. Tôi có chút việc phải ra ngoài rồi. Vậy để hôm khác nhé. Anh làm việc đi, bọn tôi đi trước đây. Cảm ơn, xin lỗi nhé. Cảm ơn. Hành Tri Chỉ, anh biết anh thế này gọi là gì không? Gọi là mặt người dạ thú đó. Không ngờ một bác sĩ mà cũng làm những chuyện thế này. Tôi chịu luôn đó. Anh làm gì thế? Tôi chỉ muốn xác nhận xem cô có chặn hay xóa tôi hay không thôi. Hành Tri Chỉ, anh vừa phải thôi. Nhìn mặt thì hiền lành vô hại mà không gọi là xấu xa đến như thế đó. Được rồi, giờ mau đi dọn dẹp thay quần áo rồi chúng ta đi thôi. Thay quần áo làm gì? Muốn hẹn tôi ra ngoài hả? Anh mơ à? Tôi nói anh nghe nè, anh đừng tưởng hai chúng ta kết bạn WeChat làm như thân thiết lắm. Hôm nay TT có lịch hẹn làm phục hồi sắp đến giờ rồi. Tôi chờ hai người dưới nhà nhé. Tên mập chết tiệt. Không sao, uống thuốc vào đã hạ sốt rồi. Bố ơi, bố đừng đi. Bố ở bên Tây Tây có được không? Được rồi, bố không đi.
Bố ở bên Tê Tê. Tê Tê ngoan, bố ở ngay đây này. Ngủ đi. Nhà anh bất tiện quá. Tôi cho Tê Tê uống thuốc xong, muốn tìm cái kẹo trái cây cũng không có nữa. Một mình tôi chăm sóc em ấy, ra ngoài mua cũng không tiện. Vậy thì đặt trên mạng đi. Chân của Tê Tê không tiện, tôi bế nó tốn công lắm. Hơn nữa, nhà bếp của anh cũng bị cháy tên nông nổi này, tôi cũng không biết nên làm thế nào. Anh là bác sĩ chữa trị chính của em ấy, không thể chuyện gì cũng không quan tâm được. Cô Tần à, tôi đã có mặt bất cứ lúc nào rồi, cô còn muốn tôi lo thế nào nữa? Anh đừng đi. Cô nói gì tôi nghe không rõ. Hành Tri Chỉ, anh đừng có ở đây giả ngốc với tôi nghe chưa? Sao tôi lại không tin là anh không nghe thấy nhỉ? Tôi thấy sofa cũng to lắm, hay là anh ngủ ở đây đi. Anh đừng có nghĩ lệch đi được không? Tôi là vị Tây Tây, hoạt động không được tiện, lên xuống giường rồi di chuyển xe lăn. Tôi con gái một mình thực sự không làm nổi. Nhỡ như làm em ấy ngã thì phiền phức. Vả lại nếu như thực sự có chuyện gì cấp bách phải tìm anh thì cũng không kịp. Ở nhà cần một người có thể lực chứ. Cô nghĩ kỹ chưa? Cô là nhân vật của công chúng. Tôi ở lại đây cô chắc là sẽ không gây phiền phức cho cô chứ. Chỉ cần là tốt cho Tây Tây thì tôi không sao cả. Nếu như anh nghĩ xong rồi thì quyết định vậy đi. Anh bắt đầu lớn từ khi nào vậy? Tôi hả? Chắc là từ hồi tiểu học. Lúc đó tôi gặp được một người bạn mình rất yêu quý và tin tưởng. Nhưng cô ấy không tuân thủ giao hẹn của chúng tôi. Không chào đã đi rồi. Trùng hợp thật đấy. Người bạn không giữ lời hứa ấy của anh cũng lớn lên từ lúc đó. Bố cô ấy qua đời rồi. Xin lỗi, tôi không biết. Không có gì phải xin lỗi cả. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Không sao từ lâu rồi. À này, Hành Tri Chỉ, tôi muốn nói với anh, việc hỗ trợ tâm lý cho Tây Tây có thể để Thư Thư một chút được không? Vì sao? Tây Tây bảo nó không muốn đi mà. Tôi lớn rồi, không vui. Nhưng nếu có khả năng, tôi muốn Tây Tây làm trẻ con thêm chút nữa, dù chỉ là một ngày, cho con bé được bướng bỉnh, vui vẻ cũng được. Đúng lúc ngày mai tôi định đi trung tâm thương mại, tôi muốn dẫn Tây Tây đi cùng. Mua cho con bé những thứ nó thích, ví dụ như quần áo đẹp hoặc là đồ dùng vẽ tranh các thứ. Miễn là việc có thể khiến con bé vui, tôi muốn làm hết cho nó. Được thôi. Vừa hay mai là ngày nghỉ, tôi đi cùng. Thật không vậy, Hành Tri Chỉ? Nói cho anh biết trước, tôi hút anti lắm đấy. Anh ra ngoài đi dạo cùng tôi, nếu có rước lấy phiền phức gì tôi kệ anh đó. Không sao, tôi vui mà. Tùy anh. À này, nhóc mập, tối mai không cần chờ tôi ăn cơm đâu. Tôi muốn về nhà tôi một chuyến. Được rồi.
Anh chàng kia đẹp trai ghê. Đẹp trai quá, đẹp trai thật đấy. Em thích màu nào? Cái màu hồng kia. Màu hồng hả? Màu hồng đúng là rất hợp với em. Để chị đổi lên cho nào. Xinh quá đi. Chị xem cái của chị nha. Chị đổi cũng xinh lắm. Tây Tây, em nhìn giúp chị xem có phải hai người đằng sau đang nhìn chị không thế? Từ từ thôi Tây Tây, từ từ. Chị Tần Phỉ, hình như chị nghĩ nhiều rồi đó. Hình như không phải. Họ đang nhìn chị đâu. Không phải nhìn chị thì nhìn ai? Anh ấy đẹp trai thật đấy. Cao thế. Thanh toán. Vâng, thưa quý khách. Thưa chị, ba chiếc mũ 360 tệ. Đây. Được, tôi biết rồi. Đẹp trai thật đấy. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh được ạ? Không có gì. Được rồi chứ. Được rồi, cảm ơn. Cầm giúp chị cái này, để cả cái này vào túi luôn được không? Làm ơn tránh đường. Cảm ơn. Để tôi đẩy cho. Để tôi nào. Ban nãy tôi thấy cô mua 3 chiếc mũ. Có phải một chiếc của tôi không? Đừng tưởng bở. Tôi thích cả 2 chiếc mũ thôi. Tôi muốn đổi thay đổi đó. Được rồi, cô nói sao thì là vậy. Đằng nào tiền cũng là cô trả. Tôi xem nào. Hình như chiếc mũ này rất là hợp với anh nè. Tặng cho anh đó. Đúng là rất hợp. Tê Tê, em thích đôi giày thể thao này hả? Em không thích, chúng ta đi đi. Về rồi à? Sao thế? Có chuyện gì không? Có chuyện gì đâu. Chưa ăn cơm hả? Tôi hầm nóng lại cho cô. Ăn cơm đi. Tê Tê đâu? Con bé sao rồi? Ngủ rồi. Lúc ăn cơm tối tôi dò hỏi thì con bé vẫn không muốn đi. Nhưng không thể trì hoãn việc hỗ trợ tâm lý cho Tê Tê quá lâu được. Đúng, trên lý thuyết là như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ có thể thử làm theo cách của cô thêm một lần nữa. Thật không? Nóng vội thì không thành công. Cách phụ cũng nói rồi, đừng sốt ruột quá. Cũng không được tạo áp lực tâm lý quá lớn cho con bé. Để con bé làm những việc mà mình thấy vui. Thế thì tôi giỏi lắm nè. Chỉ cần câu nói này của anh, không cần chú ý đến những việc ngoài kia, tôi sẽ tận tâm đưa Tê Tê đi chơi khắp nơi. Ăn cơm đi. Ừ.
Mẹ của cô đến Hồ Hải rồi hả? Tối nay cô định về bên đó nhỉ? Sao anh lại biết? Đừng nói là anh biết xem bói nhé. Thấy cô mua những món đồ kia nên tôi đoán ra có việc nên bị trì hoãn hả? Cứ coi là như vậy đi. Không sao, tùy duyên thôi. Còn tùy duyên nữa chứ. Trong một vài mối quan hệ, nếu cứ tùy duyên, tùy mãi thì cũng chẳng còn duyên nữa đâu. Bác sĩ Hành, tôi đang ngốc lắm. Có gì thì cứ nói thẳng ra. Sao nghiêm túc thế? Tôi chỉ nghĩ là tùy duyên, tức là có kỳ vọng trong lòng, nhưng sợ làm rồi cũng vô ích, nên mới nói ngoài miệng là tùy duyên, chứ thực ra đó là một trạng thái tâm lý muốn trốn tránh. Anh dạy đời tôi đấy hả? Đâu có, tôi chỉ quan tâm cô thôi. Không ngờ bác sĩ Hành của chúng ta còn có tiềm năng làm nam chính thâm tình. Tôi giới thiệu cho anh đi đóng phim nha. Nếu không phải đang diễn thì cô có dám nhận không? Tôi không có số diễn vai chính mà cũng không có hứng thú. Bác sĩ Hành, tại đây tôi xin thay mặt tôi và Tây Tây cảm ơn anh làm việc nghĩa khí, hào phóng giúp đỡ. Tôi xin cạn trước. Không cần, không cần thật mà. Cô từ từ, đừng để sặc. Cô còn làm trò này với tôi. Cô... Không được, đây là việc lớn. Tôi sẽ mau chóng trả tiền cho anh, chắc chắn nhanh thôi. Không sao, Tây Tây là bệnh nhân của tôi. Cũng là tôi quyết định đưa cô bé tới Hồ Hải mà. Hơn nữa cách của cô có thể sẽ dẫn dắt cho tôi về khía cạnh tâm lý học. Tôi còn phải cảm ơn cô nữa. Thật sao? Thật. Các vụ nói với tôi rồi. Cô muốn dẫn dắt Tây Tây thông qua câu chuyện, giúp cô bé có dũng khí đối mặt khó khăn. Cô ấy nói phương án của cô rất tốt. Tôi sẽ cùng cô hoàn thành công việc tiếp theo nhé. Bác sĩ Hành à, anh nâng tôi lên cao như thế, không phải là để dính vào tôi đấy chứ? Chuyện về y học tôi chưa từng nói ra đùa. Ăn đi. Thật ra tôi rất muốn hỏi anh một chuyện. Cô nói đi. Nhà anh lớn như thế, chắc tiền trả góp không đơn giản đâu nhỉ? Anh dành ra nhiều tiền như vậy ngay, liệu có áp lực quá không? Hơi lớn thật. Vậy đùa thôi, tôi đùa cô đó. Số tiền này là chuyện nhỏ với tôi thôi. Mau ăn đi, ăn xong chúng ta còn về sớm. Cà phê chăm sóc Tây Tây đợi sốt ruột rồi. Nếm thử món này đi. Nghe nói đây là món đặc trưng của họ đó. Cảm ơn. Đừng nhìn nữa. Nhãn hàng đơn phương đá tôi đi luôn rồi. Tôi còn phải đền khoản giải phóng hợp đồng khổng lồ. Thú vị đúng không? Tôi biết. Anh biết. Tôi thấy họ bất công với cô quá. Anh biết không? Anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi ngoài người ở công ty đó. Thật ra tôi rất là lo. Lỡ như Tây Tây không thích tiết mục ngày mai, hoặc là thấy ghét nó, liệu có vì thế mà ghét tôi không? Nếu tôi là Tây Tây, chắc chắn tôi sẽ thích cô. Tôi không có ý đó. Tây Tây còn đang đợi đấy. Vội vội về nhà đi. Anh không có ý đó thì là ý gì? Tôi... Sao tôi không hiểu lời anh vừa nói nhỉ? Không phải thật, không phải thật mà. Anh đi từ từ thôi.
Điều bất ngờ gì thế? Có ai ở nhà đâu? Alo, Đại Minh tên à? Cô nổi tiếng rồi đó biết không? Anh lại lên cơn gì nữa vậy? Cô đang ở nhà hả? Cô bây giờ có thể nhìn thấy tòa nhà Tinh Hải không? Thấy. Mau lên, mau lên, mau nhìn đi, biển quảng cáo. Nhìn thấy chưa? Nhậm Tư Tề, anh cố ý chơi tôi đấy à? Chẳng có gì cả. Đợi chút, không phải cái đó, không phải cái đó. Cô đợi chút nha. Tôi đang ở dưới chân tòa nhà, tôi lừa cô làm gì? Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi, xem đi. Cô vẫn chưa biết phải không? Tôi nói cô nghe, đang bùng nổ trên Weibo rồi kìa. Tôi đã nói rồi, chỉ cần chuyện này được đưa lên thì danh tiếng của cô chắc chắn sẽ xoay chuyển 180 độ. Cô, được đấy. Cô làm thế này hơi bị được luôn đó. Bảo sao không cho tôi đăng ảnh? Hóa ra cô đã mời cao nhân. Tần Phỉ, tôi nói cô nghe, chắc chắn là cô sẽ không xui xẻo cả đời này đâu. Ông trời công bằng với tất cả mọi người. Chị xem, tranh này là em vẽ đó. Đây là chị nè. Sao chị lại là con nhím vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Vừa nãy thôi, sếp Tiêu đã gọi điện cho tôi rồi. Mấy hôm tới cô mau thu xếp đi, chuẩn bị tham gia chương trình Trận Chiến Cứu Hộ Lớn với tư cách khách mời nữ dài tập. Anh ơi, anh nhất định phải làm xong việc lớn nhé. Đừng để chị Tần Phỉ thất vọng. Việc lớn gì thế? Nói gì chị đó? Đây. Này. Là sao? Cảm ơn tôi, mời tôi, tôn trọng tôi, hay là không phục tôi đây? Hành tri chỉ. Cảm ơn anh. Chắc anh đã chi không ít tiền nhỉ? Sao anh không về xem cùng tôi? Một mình tôi xem thì lỗ vốn lắm. Cô thấy là được rồi. Hôm nay trên đường tăng ca đi về, tôi còn nghĩ có khi nào cô không để ý thấy không? Cả thế giới đã biết hết rồi. Đây chính là bí mật của anh và Tây Tây à? Con bé vẽ hết đấy. Con bé muốn nói với cô rằng cô rất quan trọng, xứng đáng được biết đến. Cái con nhóc này, Nhậm Tư Tề nói với tôi rồi, nổi như cồn luôn. Vì chuyện này mà có chương trình thực tế tìm đến tôi luôn đấy. Thật à? Thế thì tốt quá. Nhưng tôi không muốn đi. Tôi muốn ở bên Tây Tây, đến lúc con bé khỏe lại thì thôi cơ. Tần Tiểu Phỉ à, tôi về Tây Tây đều mong cô có thể trở mình thật ngoạn mục. Còn chân của Tây Tây cứ để tôi lo là được mà. Tôi là bác sĩ phục hồi chức năng chuyên nghiệp đấy. Trở mình ngoạn mục. Cạn ly.
Sự ấm áp của tôi là do cô gái tên Tần Tiểu Phỉ mang đến. Tuy cô ấy đột nhiên biến mất, khiến tôi nhớ Nhung rất lâu, rất lâu. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng vẫn đến bên tôi rồi đây. Ông trời vẫn công bằng với tôi chán. Tần Tiểu Phỉ, cô để tôi đợi lâu lắm đấy nhé. Thế nên giờ cô nói với tôi, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Mập à, xin lỗi anh. Cuộc thi hát hôm đó không phải tôi cố tình không đến, mà vào hôm đó bố tôi bị tai nạn qua đời. Sau này tôi theo mẹ chuyển nhà chuyển trường liên tục. Sau đó bà ấy lại lấy chồng. Nói thật nhé, lúc đó tôi khó mà hiểu được cho bà ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc khó khăn lắm bà ấy mới đối diện được với ngày mất đi bố tôi. Tôi không nên trách cứ sự lựa chọn của bà ấy. Nhưng quả thực là tôi rất khó hòa nhập được vào gia đình mới của bà ấy. Thế nên tôi mới lấy danh nghĩa đi học múa, để đi khỏi nhà và đến Hồ Hải. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Cuối cùng cũng không giữ được lời hẹn ước giữa tôi và bố. Thế nên là Hành Tri Chỉ à, anh biết không, đối với tôi mà nói, lời hứa hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Chuyện xảy ra trong tương lai đều có thể thay đổi. Giấc mơ còn dang dở, cũng không bao giờ quay lại được nữa rồi. Thế nên tôi muốn nhân lúc tôi còn chịu được thì tránh xa tất cả những tình huống xấu nhất. Tần Tiểu Phỉ, sau này để tôi che ô cho cô nhé. Lời hứa của tôi sẽ không thay đổi đâu. Được không? Hôm nay cô quay thuận lợi không? Làm việc mệt cũng nhớ phải ăn cơm. Nghỉ ngơi sớm, nhớ uống nhiều nước. Bác sĩ Hành, bận không? Gửi tin nhắn à? Nhắn với ai đấy? Các cô muốn biết đến thế à? Đúng thế. Liên quan gì đến các cô chứ? Mất cả hứng. Đi đây, đi đây. Nhìn thấy cái kiểu của bác sĩ Hành chưa? Thôi rồi, ngập tràn tình ý, hừng hực khắp người. Đừng bảo là yêu rồi đấy nhé. Thành công rồi à? Với Tần Phỉ đó. Nhìn cái kiểu đó của ảnh, cho dù chưa được thì cũng sắp rồi. Bác sĩ Hành có khác, đầu óc toàn chuyện yêu đương thôi à, cô có không?